Người ta thường nói trong tình yêu, nếu một mối tình tồn tại đủ 8 năm, đó sẽ là một mối tình vĩnh cửu. Vì nếu số 8 được nằm ngang sẽ tạo ra dấu vô cực để ám chỉ cho một mối tình trọn vẹn mãi không thay lòng. Trong bóng đá cũng như vậy, nếu một cầu thủ có 8 năm cống hiến cho một câu lạc bộ thì dù có rời đi hay ở lại, câu lạc bộ ấy đã có một chỗ đứng trang trọng trong trái tim của chàng cầu thủ đó. Nếu bạn có thắc mắc liệu Cesc Fabregas có yêu Arsenal không? Câu trả lời sẽ là có. Anh cũng có 8 năm thanh xuân cùng Arsenal từ Highbury sang Emirates. Lúc bấy giờ anh trở thành biểu tượng tại ngoại hạng Anh với danh xưng thương hiệu F4. Nhưng có lẽ lúc này, nhiều Gunners vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của Fabregas. Thật khó trách cho họ vì chứng kiến cựu đội trưởng, người mà các cổ động viên đã từng hát vang tên mỗi cuối tuần gia nhập đội bóng kình địch cùng thành phố thì quả thật khó chấp nhận. Tuy vậy, không như Robin van Persie, Fabregas vẫn luôn để lại một chút gì đó nuối tiếc mỗi khi các Gunners nhớ đến anh. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, F4 và Arsenal đã có những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Chỉ tiếc là nó không đi đến kết cuộc viên mãn nhất. Thật hiếm thấy tài năng nào xuất sắc như cậu ấy ở tuổi 16. Ngay khi thấy Fabregas, tôi đã muốn ký ngay với cậu ấy. Đó là những chia sẻ của Arsène Wenger về Fabregas gần 19 năm trước. Ngày 11 tháng 9 năm 2003, báo chí Anh đưa một mẩu tin nhỏ về sự kiện Arsenal ký hợp đồng với tài năng trẻ của Barcelona có tên Cesc Fabregas. Thời điểm mà không nhiều người quan tâm tới thông tin vì chỉ biết rằng cậu bé này có mái tóc đỏ hoe như Ronaldo Wesley trong bộ phim Harry Potter đã quyết định rời lò đào tạo La Masia chứ danh của Barca do không thể cạnh tranh với những bạn bè cùng trang lứa ở học viện Barca như Messi hay Gerard Piqué. Tuy nhiên, ít ai ngờ chàng trai ấy lại tạo ra những khoảnh khắc khó quên tại Emirates. Arsène Wenger lúc bấy giờ thực sự đã mang về một viên ngọc quý từ Tây Ban Nhà. Cậu bé Frances, gọi tắt là Cesc, vốn rụt rè với vốn tiếng Anh ít ỏi, bắt đầu cảm nhận được tình yêu của giáo sư người Pháp cùng với các đồng đội cũng như người hâm mộ. Đồng thời, chàng trai sinh năm 1987 cũng xác định luôn sự nghiệp sẽ gắn bó với nơi này. Hơn một tháng sau khi gia nhập học viện bóng đá của Arsenal, Cesc bằng tài năng thiên bẩm của mình đã nhanh chóng chứng minh được khả năng để được đôn lên đội bóng 1. Ở độ tuổi được xem là mới tốt nghiệp cấp 2 tại Việt Nam, thì Fabregas trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ra mắt đội 1, lúc đó khi mới chỉ 16 tuổi, 177 ngày. Sau đó không lâu, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có bàn thắng vào lưới Wolverhampton tại League Cup để thiết lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong màu áo pháo thủ. Thi đấu bên cạnh những Vera, Henry, Beckham, chàng trai với khuôn mặt búng da sữa Fabregas thi đấu không có lấy một chút choáng ngợp nào. Tiếc là thời điểm đó, Fabregas còn quá trẻ để có thể được hưởng chiếc cúp vàng ngoại hạng Anh. Nhưng các Gunners cũng tin rằng sân Highbury thời điểm đó sẽ có một ngôi sao rực sáng trong tương lai và Fabregas sẽ có cho mình những chiếc cúp trong tương lai. Chỉ ngay sau một năm ra mắt, Fabregas đã chính thức khoác chiếc áo số 15. Số áo ấy như ngầm khẳng định anh đã là cầu thủ đội 1. Và với một cầu thủ trẻ còn chưa bước sang tuổi 18 thì việc Fabregas có cho mình 24 lần xuất phát trên tổng số 33 trận mùa bóng 2004-2005 quả thật là một thành tích đáng nể. Tiền vệ người Tây Ban Nha càng thi đấu càng